Xin chào quý phụ huynh cùng các em học sinh. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ cùng các em đi học về nhân một số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. Vậy để thực hiện phép tính nhân này, chúng ta thực hiện như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 4 bài tập với 12 ví dụ. Bài số 1 đề bài yêu cầu đặt tính rồi tính. Ví dụ 23 nhân 3 thì 23 là số có 2 chữ số, 3 là số có 1 chữ số và ta gọi là phép nhân số của hai chữ số với số có một chữ số. Chúng ta thực hiện phép nhân theo cột dọc. 23 nhân với 3. Chúng ta thấy rằng hàng đơn vị thì để thẳng hàng đơn vị. Sau đó chúng ta nhân này, chúng ta nhân thừa số thứ hai tức là nhân với 3 với thừa số thứ nhất và chúng ta nhân theo chiều từ từ phải sang trái. Chúng ta nhân nhá. 3 nhân 3 thì bằng 9, chúng ta viết 9 thẳng vào số 3. 3 x 2 bằng 6, chúng ta viết 6 và chúng ta được 69. Ý B 30 nhân với 3. 3 x 0 bằng 0, viết 0, 3 x 3 bằng 9, viết 9, chúng ta được 90. Ý C 13 nhân với 3. Dấu nhân chúng ta viết ở giữa hai thừa số 3 nhân 3 bằng 9, viết 9. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3, chúng ta được 39. Chúng ta sang tiếp với bài số 2. Đề bài cũng yêu cầu đặt tính rồi tính. IA yeah, 12 nhân với 4. 4 x 2 bằng 8, viết 8. 4 x 1 bằng 4, viết 4. Chúng ta được 48. Ý B, 22 nhân với 4. 4 x 2 bằng 8, viết 8. 4 x 2 bằng 8, viết 8. Chúng ta được 88. Ý tiếp theo, 44 nhân với 2. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 4 bằng 8, viết 8. Chúng ta được 88. Chúng ta sang tiếp với bài số 3. Để bài yêu cầu đặt tính rồi tính.

8 x 1 bằng 8 viết 8 8 x 1 bằng 8 viết 8 chúng ta được 88 chúng ta sang tiếp với bài số 4 ý yeah. A 42 nhân với 2 chúng ta nhân 2 nhân với 2 thì bằng 4 viết 4 2 x 4 bằng 8 viết 8 31 x 3 3 x 1 bằng 3 viết 3 3 x 3 bằng 9 viết 9 chúng ta được 93. Và IC 11 nhân với 8. 8 x 1 bằng 8 viết 8, 8 x 1 bằng 8 viết 8, chúng ta được kết quả 88. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong 4 bài tập trong phần phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. Hy vọng với video này thì các em đã biết cách để chúng ta thực hiện phép nhân một số có 2 chữ số với một số có 1 chữ số. Và hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy.